Vợ ơi, báo nó viết nè, hút thuốc nhiều rất dễ gây ung thư. Anh bỏ ngay thuốc lá cho em. Uống rượu nhiều rất dễ gây đột quỵ. Anh bỏ ngay cả rượu nữa đi. Quan hệ nhiều rất có hại cho sức khỏe. Anh xé ngay cái tờ báo vớ vẩn đấy đi cho em. Á đù.